Làm thế nào để suy nghĩ như Leonardo da Vinci? Bạn đang nghe sách từ sách gọn.com. Phần 1: Thông tin chi tiết về cách suy nghĩ như Leonardo da Vinci của Michael Cơn Di. Phần 2: Tổng quan. Sự hiểu biết của chúng ta về sự phức tạp của trí thông minh con người và khả năng rộng lớn của bộ não con người đang tăng lên, điều đó chứng tỏ rằng chúng ta bẩm sinh đã có nhiều năng khiếu hơn chúng ta nghĩ. Trong cuốn How to Think Like Leonardo da Vinci 1998, Michael di Gale bức nghiên cứu về họa sĩ kim nhà khoa học bậc thầy Leonardo da Vinci. Gale phân tích các phương pháp dựa trên da Vinci để mài dũ các giác quan, sử dụng trí thông minh độc nhất của chúng ta và kết nối tâm trí và cơ thể với sự cân bằng. Dựa trên phân tích của mình, ông rút ra 7 nguyên tắc được thiết kế để giúp bất kỳ ai phát triển các kỹ năng và tài năng của da Vinci. Hãy nghĩ như Leonardo, mặc dù rất khó để đánh giá quá cao trí thông minh của Leonardo da Vinci, nhưng một nghiên cứu khoa học mới chỉ ra rằng rất có thể bạn đã đánh giá thấp trí thông minh của chính mình. Bạn có khả năng học tập và sáng tạo gần như vô hạn. Trong 20 năm qua, chúng ta đã học được 95% những gì chúng ta biết về khả năng của bộ não con người. Các trường học, cao đẳng và doanh nghiệp của chúng ta hiện mới bắt đầu triển khai hiểu biết mới này về tiềm năng con người nếu bạn muốn học cách suy nghĩ như leonardo hãy bắt đầu bằng cách nghiên cứu hiểu biết hiện đại về trí thông minh và kết quả nghiên cứu về bản chất và phạm vi sức mạnh bộ não của bạn nghiên cứu tâm lý học hiện đại đã phát hiện ra những sự thật đáng chú ý về mức độ tiềm năng của chúng ta ngoài việc mở rộng hiểu biết của chúng ta về phạm vi và bản chất của trí thông minh nghiên cứu đã chứng minh rằng bộ não của bạn tốt hơn nhiều so với bạn nghĩ Đánh giá cao khả năng của bộ não của bạn là một khởi đầu hoàn hảo cho một nghiên cứu thực tế về tư duy của Gia Văn Khi bạn nghĩ về bộ não của mình, hãy cân nhắc điều này. Nó linh hoạt hơn bất kỳ phần mềm nào, nó có thể thu thập bảy sự kiện mỗi giây, nó có thể cải thiện khi bạn già đi nếu bạn sử dụng nó một cách cẩn thận và nó không chỉ nằm trong đầu bạn mà còn ở khắp mọi nơi, toàn bộ thân thể của bạn. Phần 4. Hãy là một Leonardo 500 năm sau thời kỳ phục hưng, thế giới đang chứng kiến sự lan truyền tri thức, chủ nghĩa tư bản và sự phụ thuộc lẫn nhau thậm chí còn nhanh chóng hơn. Du lịch hàng không hiện thực hóa một trong những giấc mơ của gia văn xin ngoài điện thoại, máy tính, truyền hình, đài phát thanh và internet, tất cả đều hoạt động cùng nhau để tạo ra một mạng dữ liệu phức tạp được kết nối với nhau. Giá trị của vốn trí tuệ được nhân lên bởi sự thay đổi nhanh chóng và sự phức tạp gia tăng. Những cá nhân có tư duy thời trung cổ đã bị bỏ lại trong thời kỳ phục hưng. Những trí thức của kỷ nguyên công nghiệp hiện đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng trong thời đại thông tin. Thế giới đang thay đổi nhanh chóng và bạn vẫn không biết sự thay đổi này sẽ ảnh hưởng đến bạn như thế nào. Leonardo da Vinci, vị thánh bảo trợ của trí thức độc lập, mời gọi các nhà tư tưởng đạt đến mục đích vẻ đẹp và chất lượng cao hơn trong cuộc sống. Phần 5. Còn lại chưa hoàn thành Cuộc đời của Leonardo da Vinci là một kiệt tác phức tạp đầy mơ hồ và trớ trêu. Không ai khác đã cố gắng làm được nhiều điều như vậy trong nhiều lĩnh vực, nhưng anh ấy đã bỏ dở phần lớn công việc của mình. Anh ấy chưa bao giờ hoàn thành bữa ăn tối cuối cùng, còn ngựa Esfurt Gia hay trận chiến Anghiari. Chỉ có 17 tác phẩm của ông vẫn còn tồn tại, và một số trong số chúng vẫn chưa hoàn thành. Mặc dù sổ ghi chép của anh ấy bao gồm những thông tin hấp dẫn, nhưng anh ấy chưa bao giờ biên soạn và xuất bản chúng theo ý muốn. Các chuyên gia đã đưa ra vô số xã hội, kinh tế, giải thích về tôn giáo, chính trị và tâm lý tình dục cho quyết định của Gia Văn Xì để lại rất nhiều tác phẩm của mình còn gian dở. Một số thậm chí còn gán cho anh ấy là một kẻ thất bại khi làm như vậy. Vào ngày 2 tháng 5 năm 1519, Gia Văn Xì qua đời ở tuổi 67, người ta thường nói rằng trong những ngày cuối đời Gia Văn Si vô cùng hối hận và cầu xin Chúa và con người tha thứ cho ông vì đã bỏ dở quá nhiều công việc. Tuy nhiên, ngay cả khi gần cuối đời, Leonardo đã viết rằng ông sẽ tiếp tục và không bao giờ cảm thấy mệt mỏi khi trở nên hữu ích. Bảy nguyên tắc chính có thể được xác định là nền tảng của thiên tài Gia Văn Si. Họ đang tò mò, học hỏi thông qua kinh nghiệm, tinh chỉnh các giác quan, giữ một tâm trí cởi mở, cân bằng giữa nghệ thuật và khoa học trao dồi sự duyên dáng về thể chất và tư duy toàn diện. Trong tiếng Ý, bảy nguyên tắc là tò mò, demonstration, sensation, sfumato, arte corporalita và concession. Phần 6. Tò mò. Tất cả chúng ta được sinh ra với tính tò mò, khao khát học hỏi bắt nguồn từ sự tò mò tự nhiên của chúng ta. Khó khăn là học cách sử dụng và phát triển nó vì lợi ích của chính chúng ta. Tâm trí của chúng ta bị thu hút bởi sự tìm kiếm kiến thức mãnh liệt, đặc biệt là trong những năm đầu đời. Ngay cả khi còn nhỏ, Leonardo cũng có sự tò mò sâu sắc về mọi thứ xung quanh mình. Thiên nhiên mê hoặc anh ấy, và anh ấy đã thể hiện những kỹ năng đáng chú ý về vẽ và toán học. Những bộ óc vĩ đại đặt ra những câu hỏi khó hiểu và đòi hỏi khắc khe trong suốt cuộc đời của họ sự khao khát kiến thức của leonard không bao giờ bị dập tắt và mối quan tâm sâu sắc của ông đối với bất cứ thứ gì và mọi thứ không bao giờ được thỏa mãn tò mò không chỉ giới hạn trong nghiên cứu học thuật của mình nó mở rộng đến những trải nghiệm hàng ngày của anh ấy và thế giới xung quanh anh ấy mong muốn sâu sắc của leonardo là phân tích và hiểu đầy đủ mọi thứ đã khiến ông nghiên cứu nhiều chủ đề khác nhau ví dụ trong các nghiên cứu về giải phẫu của mình Leonardo đã mổ xẻ từ ít nhất ba góc độ khác nhau. Anh ấy nghiên cứu mọi thứ với cùng một sự siêng năng. Những bộ óc vĩ đại luôn băn khoăn về những câu hỏi vĩ đại. Mọi câu hỏi khiến tâm trí bạn phải suy nghĩ đều phản ánh mục đích cuộc sống của bạn và ảnh hưởng đến nó. Bằng cách áp dụng tư duy và óc tò mò giống da Vinci, chúng ta mở rộng thế giới của mình. Phần 7. dừng điều làm nên sự khác biệt của một giáo viên xuất sắc là khả năng khiến học sinh tự học các giáo viên giỏi nhất nhận thức được rằng demostrat dừng là điều cần thiết leonardo thu thập hầu hết kinh nghiệm của mình từ xưởng vẽ của nhà điêu khắc và họa sĩ andrea del verrocchio người đã được sơ dờ brumley người viết tiểu sử gia vanci gọi là trường đại học nghệ thuật một người trí thông minh vượt trội sự tò mò kinh nghiệm và tính độc lập của Leonardo đã khiến ông đặt câu hỏi về hầu hết các niềm tin và lý thuyết phổ biến trong thời đại của mình. Anh ấy thể hiện sự độc đáo và chiều sâu của tư tưởng. Tuy nhiên, mặc dù được coi là thiên tài vĩ đại nhất trong lịch sử, Leonardo thường mắc phải những sai lầm khủng khiếp, đặc biệt là khi ông cố sửa màu sơn cho bữa ăn tối cuối cùng và trận chiến Anghiari để rồi thất bại thảm hại. Tuy nhiên, anh ấy không bao giờ bỏ cuộc, bất chấp vô số thất vọng, thất bại và những nỗ lực không thành công. Anh ấy không bao giờ ngừng phân tích và học hỏi dù chỉ một giây. Ông thậm chí còn lưu ý, trở ngại không khuất phục được tôi. Phần số 8. Sensation Nếu bạn nghĩ giống như Leonardo đã nghĩ, bạn sẽ biết rằng mùi, âm thanh, thị giác, xúc giác và vị giác là chìa khóa để phát triển trải nghiệm. Leonardo tin chắc rằng những bí mật của Dimostrat dần được phát hiện thông qua các giác quan và thị giác nói riêng. Saberveder có nghĩa là biết cách nhìn, là một trong những phương châm của ông và là nền tảng cho cả công việc khoa học và nghệ thuật của ông. Anh ấy đã kết hợp trí thông minh nhạy bén với kinh nghiệm dày dạng của mình. Nếu bạn muốn suy nghĩ như Leonardo, hãy tự hỏi mình những câu hỏi sau. Cảnh tượng đẹp nhất mà tôi từng thấy là gì? âm thanh hay nhất tôi từng nghe cái chạm nhẹ nhàng nhất tôi từng cảm nhận làm thế nào để một ý nghĩa ảnh hưởng đến người khác leonardo tin rằng con mắt chứa đựng tất cả vẻ đẹp trên thế giới bằng cách sử dụng tầm nhìn đẹp của mình bạn bắt đầu phát triển một tầm nhìn quyết đoán hơn và đánh giá sâu sắc những vẻ đẹp tiềm ẩn và hữu hình của thế giới sử dụng hình dung sẽ làm nhạy bén tất cả các giác quan của bạn kích thích trí nhớ của bạn và giúp bạn hoàn thành các mục tiêu trong cuộc sống Hình dung là một thành phần quan trọng trong các chiến lược học tập của Leonardo. Phần 9. Sfumato. Khi bạn sử dụng trí tò mò, kinh nghiệm và các giác quan của mình, điều quan trọng hơn là phải giữ một tâm trí cởi mở bất cứ khi nào bạn đối mặt với sự không chắc chắn để giải phóng tiềm năng sáng tạo bị chôn vùi của bạn. Đây là nguyên tắc Fumato trong hành trình tìm kiếm cái đẹp của Leonardo ông cũng phải đối mặt với sự xấu xí dưới nhiều hình dạng và hình dạng khác nhau anh ấy thường phát họa những trận chiến và những điều kỳ cục ngay bên cạnh những bông hoa bằng cách này ông đã suy ngẫm về những nghịch lý và sự đối lập khi thế giới không ngừng thay đổi sự mơ hồ tăng lên và sự chắc chắn trở nên khó đạt được hơn bạn phải học cách thành công bất chấp sự mơ hồ đánh giá khả năng chịu đựng của bạn đối với sự mơ hồ sau đó khám phá các cách để cải thiện nó bạn có thể tự đánh giá bản thân và nói với bản thân những điều như tôi cảm thấy thoải mái với sự mơ hồ tôi thành công với sự thay đổi tôi tận hưởng mỗi ngày tôi nhận thức được bản thân bất cứ khi nào tôi cảm thấy lo lắng tôi cảm thấy thoải mái với nghịch lý và tôi hiểu tầm quan trọng của xung đột bạn cũng có thể mô tả sự lo lắng của mình và hỏi có nhiều dạng lo lắng khác nhau không chính xác thì tôi cảm thấy lo lắng ở đâu nếu sự lo lắng của tôi có hình dạng vật lý nó sẽ trông như thế nào? Lấy sự lo lắng làm chủ đề của bạn trong một ngày. Phần 10. Nghệ thuật khoa học. Những người tìm kiếm sự cân bằng nghệ thuật khoa học có thể hưởng lợi từ việc nghiên cứu Leonardo. Một trong những điều thu hút giới trí thức đến với ông nhiều nhất là ông là một nhà tư tưởng toàn diện. Ví dụ, ông nhấn mạnh rằng khả năng miêu tả vẻ đẹp của hình thể con người của một nghệ sĩ dựa trên sự hiểu biết thấu đáo về giải phẫu học. Curiosita, Dimostracjon Sensation và Sfumato là những nguyên tắc quan trọng có thể giúp bạn đạt được sự cân bằng và kích thích khả năng gia văn si của bạn, nhưng sự cân bằng có thể đạt được tốt nhất thông qua sơ đồ tư duy. Quá trình tư duy tự nhiên này liên kết các ấn tượng, từ khóa và hình ảnh nổi trong tâm trí. Là một phương pháp sử dụng toàn bộ não bộ, sơ đồ tư duy giúp bạn tổ chức và tạo ra các ý tưởng của mình. Bạn có thể sử dụng nó để đặt mục tiêu, lập kế hoạch cho các thói quen hàng ngày và giải quyết các vấn đề giữa các cá nhân. Quan trọng nhất, lập bản đồ tư duy rèn luyện trí óc của bạn để suy nghĩ cân bằng hơn, giống như Leonardo. Phần 11. Corporalita Những món quà thể chất đáng chú ý của Leonardo đã bổ sung cho các kỹ năng nghệ thuật và trí tuệ của ông. Anh ấy được biết đến với tinh thần thể thao, sức mạnh thể chất và sự khéo léo có ý kiến cho rằng niềm đam mê giải phẫu của anh ấy phản ánh ngoại hình đặc biệt của chính anh ấy leonardo tin rằng mỗi người phải có trách nhiệm chăm sóc sức khỏe thể chất của mình ông kêu gọi mọi người giữ gìn sức khỏe bằng cách tránh tức giận nghỉ ngơi và vui vẻ tập thể dục thường xuyên ăn thức ăn đơn giản và nhai kỹ hãy tự đánh giá bản thân dựa trên lời khuyên của leonardo và tự hỏi tôi đánh giá thế nào về sự phù hợp và sự phối hợp giữa tâm trí và cơ thể các yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến tôi như thế nào? Làm thế nào để tôi nhìn thấy cơ thể của chính mình? Phần 12. Còn con Sion. Leonardo luôn kết nối và phối hợp các yếu tố đa dạng để tạo ra các mẫu mới. Một số phát minh và bản vẽ của ông là kết quả của sự phối hợp thú vị và tưởng tượng của các hình thức khác nhau. Nếu bạn quan tâm đến việc nghiên cứu Leonardo và tiếp thu các phương pháp của ông ấy, thì bạn chắc chắn đang tìm kiếm các mối liên hệ về mặt thể chất chúng ta tự nhiên tìm kiếm mối liên hệ giữa sức khỏe sự kết hợp tình dục và tình cảm về mặt tình cảm chúng ta tìm kiếm tình yêu sự thân mật và cảm giác thân thuộc về mặt trí tuệ chúng tôi tìm kiếm các mối quan hệ và mô hình cho phép chúng tôi hiểu các hệ thống về mặt tâm linh chúng ta tìm kiếm sự kết hợp với thần thánh trong khi tự đánh giá bản thân nhắc lại điều sau tôi thích ẩn dụ so sánh và loại suy Tôi kết nối mọi thứ theo cách mà người khác không thể. Đôi khi tôi cảm thấy được kết nối với tất cả sáng tạo và tôi có thể xác định động lực học của hệ thống. Phần 13. Vẽ về cuộc sống. Đối với Leonardo, vẽ là điều cần thiết để vẽ và học cách nhìn mọi thứ. Vẽ đại diện nhiều hơn minh họa. Đó là nền tảng của cả sáng tạo và sáng tạo. Nếu bạn khao khát trở thành và suy nghĩ như Da Vinci, si, bạn nên học vẽ để nâng cao khả năng nhìn và sáng tạo dựa trên những gì bạn nhìn thấy vẽ là một hoạt động đòi hỏi hành động từ cơ thể và tâm trí hãy dành một giây để đơn giản là nhìn vào mọi thứ xung quanh bạn và chia nhỏ mọi thứ bạn nhìn thấy thành các đường cong dấu chấm hình vuông hình tam giác và hình tròn biết rằng mọi thứ bạn nhìn thấy được tạo thành từ hình vuông đường cong hình tròn và hình tam giác giúp bạn đánh giá cao sự đơn giản của bản vẽ và cảm nhận thế giới xung quanh bạn Phần 14. Phong cách của tác giả. Bài viết của Mai Cơn Di rất đơn giản, có tính phân tích và mang tính thông tin cao. Ông lấy cảm hứng từ các kỹ năng, kinh nghiệm, bản vẽ, bài viết và phát hiện của Leonardo da Vinci. How to Think like Leonardo da Vinci có rất nhiều bản phát thảo, tranh vẽ và trích dẫn cũng như danh sách tài liệu tham khảo chi tiết cho mỗi chương. Nó không chỉ là một văn bản khô khan mà còn có tính tương tác đầy đủ. Với các câu hỏi tự hỏi và tất cả các loại hoạt động, bao gồm hướng dẫn từng bước để học cách phát thảo. Giống như Leonardo, Geul xem xét mọi thứ, từ những bức tranh đẹp nhất thế giới đến chế độ ăn kiêng của Gavanci si cho đến việc nuôi dạy con cái theo các nguyên tắc của Gavanci. Si. Phần 15. Góc nhìn của tác giả. Mai G. Geul là một tác giả, nhà tư vấn quản lý và huấn luyện viên điều hành người Mỹ, là người tiên phong trong tư duy sáng tạo huấn luyện điều hành và lãnh đạo đổi mới. Khách hàng của ông bao gồm một số tổ chức và công ty hàng đầu thế giới, chẳng hạn như KPMG, Microsoft và Nike. Ông đã viết 17 cuốn sách đã được dịch ra 25 thứ tiếng. Ông tin rằng ngày nay tất cả chúng ta đều cần tư duy của Gia Văn si để chiến thắng những thách thức mà thế giới phải đối mặt. Phần 16. Đóng cửa Chúng tôi hy vọng bạn thích thông tin chi tiết về cách suy nghĩ như Leonardo da Vinci của Michael G. Gale. Mua cuốn sách để tìm hiểu thêm. Ông tin rằng ngày nay tất cả chúng ta đều cần tư duy của Da Vinci để chiến thắng những thách thức mà thế giới phải đối mặt. Phần 16. Đóng cửa. Chúng tôi hy vọng bạn thích thông tin chi tiết về cách suy nghĩ như Leonardo Da Vinci của Michael G. Gale. Mua cuốn sách để tìm hiểu thêm. Ông tin rằng ngày nay tất cả chúng ta đều cần tư duy của Da Vinci si để chiến thắng những thách thức mà thế giới phải đối mặt. Phần 16. Đóng cửa. Chúng tôi hy vọng bạn thích thông tin chi tiết về cách suy nghĩ như Leonardo Da Vinci si của Michael G. Di. Mua cuốn sách để tìm hiểu thêm.